Mời em tự coi, mời đâu. Phải chị phải quét đã. Rồi ok. Rồi ok, đợi ít nữa hả? Thôi vào luôn đi. Cắm kia, cắm cơm nó vào mít xong mình thử mít phần đầu đó. Ok. Con này sẽ giống cái đợt mà hai chị em mình chơi con sát thủ để lẻ lẻ lút lút. Sao chưa? À, đi không cần F2 đi đi vào vào cái vòng này là nó cũng là đã đi. Đây đây đây. Nó chỉ cần đi vào vòng nó cũng là ready luôn. Gặp anh Cường. Ok. Rồi. Mình cười nhiều quá. Tao hết miệng rồi. À. Rồi cứ như lúc nãy thôi. Đây là có thể giết sớm này, nhưng mà từ đợi thằng kia nó quay đầu đã, thì chị giết trước mặt thằng này là chết. Đó, đợi một cháu nha. Đó, ok, chị đang đợi thằng kia này đi đã. Rồi chúng quay rồi. Rồi giết một thằng. Còn một thằng ấy thôi. Ơ, chị ở trên. Đây em ở trên. Đây còn mỗi mình thằng này thôi, còn thằng kia là ở xa. Từ từ chị nhớ lúc nãy ở trong ở ở cái góc kia là cũng có một thằng. Ở góc bên xong rồi. Quay ngược lại sớm quá. À, ở đây mấy thằng có một thằng thôi, nhảy từ trên cao giết. Xong. Ô nó là nó ra, không một thằng ra. Cho lên nữa. Chưa được, chưa kịp giấu xác, chưa kịp giấu xác. Ôi. Chưa kịp giấu xác. Không sao. Thằng này mình lại lé lút đi sau lưng nó vậy. Bọn này là nó còn nhảy là cả lên nhá. Chết rồi, không nhảy từ trên cao giết rồi, hay ấy. Rồi, hay quá. Không tu đát để giết nó ấy nhỉ. À, kiểu kết liễu ấy. Chuột trái, chuột trái. Còn chuột phải là, à, còn E là nốc. Trái là giết thôi, nhưng mà vẫn là chuột trái thì vẫn chuột trái. Vâng, vẫn chuột trái. Cái gì? 1, 2, 3, 4 thằng. Cái gì? Chẳng nghe gì cả. Nó bảo cứ giết hết thôi. À. Cứ giết hết đi. Thế. Nốc ném gì? Đây, hai thằng ở đây. Lúc ấy. Ở à, đây từ từ xuống đây nhập tiền á. Rồi. Rồi. Có tiền đấy. Không, không có em ạ. Giết không có tiền. Có hai thằng. Đây em giết thằng ngoài này rồi. Đây của chị là hai thằng này liền. Nó đang một thằng đi rồi. Này cái này cô ấp nó có phải ba người cùng xuất hiện tại một map không? Ôi thôi chết rồi, sao nó lại sao nó lại phát hiện ra đây? Bị vàng rồi. Mọi người nó nhìn cái xác ở đằng kia đúng không? Giấu xác chưa? Ôi chết rồi, chết rồi. Nó nhìn thấy chị rồi kìa. Đỏ rồi. Ôi nó bắn lửa. Hai thằng liền đấy.
chuột phải để đỡ kill nhá. Ấy à, cái góc này tự nhiên mình lại lag vào cái góc này này. Chết rồi. Mission fail 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 fail. Thằng kia đang chơi được chưa để còn biết quay lại đây. Đây. Thì còn quay lại cái ấy. Đớp má. Có vào giữa trận không? Ơ, chị bị quay về chỗ đầu rồi này. Thôi mọi người cứ đi để thử vào giữa trận xem. Ta sợ không không vào được. Không vào được, đang có mỗi 2 ô thôi. Ôi kìa, chết rồi, chết luôn à. Ờ, rồi, chết rồi, quay về luôn. Mission fail 2/2 rồi. Ô, con này là nếu mà một người mà fail ấy, à mà chết ấy, thì là quay về thế là phải ấy à. Quay về hẳn ấy á, ở đâu ở hẳn đây, màn hình chính á. Quay về đây, quay về đây, quay về đây này. À, thế vẫn đi lại được. Chỉ mới bảo là thế, tức là ví dụ như nếu mình đi xa xa ấy, thì mình lại phải quay về. Chắc nó vẫn có chỗ xếp. Cái người kia, một người lại ở đầu, một người thì đang ở cái chỗ nhiệm vụ. Đấy, thằng kia vào đây. Làm nào? Ấn SC, ESC, xong vào chữ online. Mày phải... mà chưa qua hướng dẫn chưa? Còn lâu rồi. À, xong rồi đợi trong list thì xem ở trong cái list. Em ấn chuột phải để đứng trước cái bảng ấy. Đứng trước cái bảng nhiệm vụ ấy. Không cần, không cần đâu. Không cần đứng trước cái bảng. Bấm cứ bấm SC xong rồi vào cái online, xong vào cái public zone ấy. Xong bấm chuột phải để reset list. Đây nó đây này. À, ta có mời đấy, thì cứ vào thôi. Lại này. Sao mọi người được cái mũ tròn à không? Không mà, à, vì đã có được cái gì. Cái gì đã phải. Ơ, sao cái này. Ơ, sao mình không nhận nhiệm vụ được rồi ạ? Sao mình không nhận nhiệm vụ ở đấy, ở cái bảng rồi ạ? Nói chuyện với EY wow để làm gì đấy. Available for the... Ôi, hình như là chưa đủ. Thằng kia nó chưa nói chuyện. Rồi. Đây, giờ đi nói chuyện. Đây. Ừ, nó chưa nói chuyện thế nào. Nó bảo là mission là không thực hiện được với thành viên còn lại. À rồi, xong rồi đấy. Nó nói chuyện xong rồi đấy. Accept mission đấy chị em. Rất điên. Rất điên. F2 đây. F2 điểm gì? Ready. Đi qua vòng này được mà. Ừ, nhưng mà mày đang ở xa thì sao? Ây da, đây có. Ừ, chơi đi. Ở đâu rồi? Bây giờ đang waiting for the player. Em biết là bây có một người mình mà. Vào trước. Em biết là có một người sẽ ảnh hưởng mạng mà. Đi đây. Sao chưa gì nó đã... À, mình chạy nhiều hết lực nên là nó... Ít thôi chứ. Linh ra chỉ đi thôi. Từ. Không chạy. Có gì? Phát hiện kìa. Không, nó đang... Đấy, rồi, thằng hit chết xong. Để ta lên, ta giết thằng ở trên. Đây, đợi đã. Đi. Ngoài kia có đứa đấy. Vượt xác. Ôi chết. Thương đang bị nó vàng rồi. Từ em đấy. Từ em ơi rồi. Nhảy từ trên cao để giết thằng này đấy. Tao cứ nhảy đấy, mày đè bom đi. Để nó chém xong đỡ. Ôi, ai, con này con nào đấy?
đấy. Sao không ông nào giúp tôi với? Đây đây. Chị đã lên ra nhiều rồi. Hết máu. Làm rồi. Gì đây? Làm gì đây? Vừa làm gì ấy? Máu. Uống máu. Nút nút nút. Rờ. Sao chả thấy gì? Chị uống hết rồi thì làm gì còn? Đâu? Cái hồ lô ấy, cái hồ lô ở góc bên trái bên dưới. Các chị không có. Chú ý xa đi nhớ. Bây giờ phải đến được điểm xếp kim. Đợi. I'm coming. Làm gì thế? Là dấu xác thôi mà. À, tự nhiên thấy nó cú cú. Về. Ôi làm thằng nào cả. Làm nào để nút nhỉ? À, ấn C xong di chuyển lại cái đi đường. Lấy nút. Thao thu hồi máu nhỉ? Rồi chị. Không hồi cơ. Chỉ phải có đồ cơ. Còn gì đây? Ý là không có cái điện thờ, đền thờ nào để hút máu. Nhiệm vụ ấy, sao nó không điện nhiệm vụ nữa nhỉ? Đây. Này hết rồi. Đâu hết rồi? Ở dưới à? Bình thường là nó hiện ghế ở bên tay trái rồi nhỉ? Đây. Mình phải nhảy ra bên này mà. Ôi. Tí nữa thì nhảy ngã chết. Mình về làm sao đi sang được bên này mà. Kìa. Ôi chết rồi. Ôi nó lại nhảy xuống lại đầy máu này. Chị nhảy xuống là chết ạ. Cày thế. Đầy máu kìa. Chị chết rồi mà, quay về đầu rồi. Không chết rồi. Nhảy. Chết rồi. Đâu ta? Thế có hai cái cột trắng này không biết để làm gì. Tìm xem điểm đến nhiệm vụ ở đâu. Con này nó dở hơi ở cái điểm là lại phải nhảy lại. Hay là lỗi rồi đúng không? Lỗi rồi đúng không? À. Trong này có giải đố này. Đâu? Thế đó. Đi phết thật kìa. Ơ, mission fail rồi. Hình như chỉ được nào chết nhiều thế. Chỉ được 2 lần à? Mày giống chị rồi. Em nhảy xuống cái ấy rồi mà cũng chết à? Ừ, tao lúc đấy ngã, à tao ấn C drop bản thân xuống mà nó cũng chết. Nhảy cao xuống cũng mất nhiều máu hả? Trời ơi, lạ. Chỉ được 2 mạng chết thôi. Ờ. 3 người 2 mạng. Ơ thế vừa lại. Tao chết một mạng. Anh còn sống nguyên. Tao chết một mạng là cái thằng ấy đấy. Ơ thế thì em mới chết được mạng thứ 2 đúng không? Thì mày 1 chị 1, chỉ được 2 mạng thôi mà. Tức là tổng được 2 thôi. Thế mạng 2 là chết rồi đấy nhiên. Từ, thằng kia quay đi tao mới giết được. Giết nó thằng đấy đi. Thì đương nhiên. Thằng này thì mình, nó bị tao giết rồi. Nhà bốn phát. Ai xử thằng này đây? Kê như còn gì nữa. Kê gần quá. Đốt xác luôn. Kìa. Rồi, thằng đấy ta giết rồi. Mình từ lúc nãy mình đi cái thằng đấy nó ra nó nhìn đấy bắt đấy. Hai. Đấy. Đây đã giết thằng đây rồi nhá. Ném luôn hẳn xác xuống dưới bờ vực luôn. Rồi thằng hít. Đấy, vì anh giết nó thằng bên tay phải nữa là xong, còn mỗi một thằng thôi. Đây, chỗ này 3 thằng này. Xong rồi. Trời
ba người à, trời ơi, chết mất rồi. Cùng nhau kiếm này, đâu kiếm. Ôi sao ở đây đông thế? Đông lắm, ba người này. Ở đây. Rồi, chỉ giết được một thằng rồi. Rồi xong rồi. Xong chưa? Rồi. Chờ yên để làm chưa? Vứt sát đi không? Cần gì? Mình mà đu nhiều ấy, nó cũng bị lực ấy nên là nó kiểu sám sám là mình. Ôi, bọc tiền ở đây ông. Chỗ này làm gì còn tiền? Ông với anh lấy tiền rồi. Tiền gì? Bọc tiền của tôi quen thuộc ấy. Em. Nhanh thế chứ. Biết ngay. Mình nhớ cái bọc tiền của mình ở đấy. Sao có giải đố đâu. Đấy, nó ở cái bàn ấy, nó ở cái bàn ở gần dưới cái bức tượng này. Đúng không? Vừa ấy, em phải kịp nhìn thấy chỗ này thôi. Nhìn thấy cái, thấy cái gì đi fix được. Không phải, đấy là mày bị diệt. Đây kiểu cái giống này, nhưng mà không biết cái này. Kiểu, đây giống kiểu là cái thang máy ấy, nhưng mà... Anh cũng nghĩ là cái thang máy, thử ba người vào cửa cả xem sao. Đi phước, vào đây. Mà làm nào để nó hiện được nhỉ? Coi công tắc ở đâu? Vừa lấy là em nhìn chỗ bà này là không có mấy túi gạo được cơ. Tờ nó hiện ra chắc bữa lát. Này nếu mà bấm. À này mọi người đấy là giờ ở mấy cột tượng Phật không? Giờ chỉ có 3 cột không? Chị Phương chỉ leo lên cột cái cột còn lại đi. Ta leo sợ lắm. Đấy đấy, lên ra chứ ấn F phép bay lên thôi. Không phải, ta sợ ta ngã. Không ngã được. Em còn tí máu không sợ ngã thôi. Cách. Đấy lên. Cách gì đây? Mũi chân đi lên rồi cách. Ta chỉ lên được đến đấy thôi. Tự nhiên ba đứa đứng ở đây làm gì? Đã xảy ra chuyện gì cả? Chửi V, V, F điểm sáng gì không? Ở kia có hình cái ấy là cái gì? Hình cái như là cái quạt ấy là cái gì? Bấm V lên ấy. Cái điểm đầu game à? Đúng rồi, cái điểm đầu game. Hay là phải quay về trả nhiệm vụ hay là nào? Defeat the kia mission fail, thằng kia ngã chết rồi. Ngã trước. Một lần chết là ấy đấy. Ngày từ đấy cũng chết ạ. À. Mẹ game. À cái điểm quạt đây là điểm đầu game, về game rồi. Điểm quạt điểm đầu game mà. Nó còn một mạng thôi nhá, thằng nghĩ chết rồi. Đấy, thấy chưa? Em chết rồi mọi người mới biết được đấy là điểm đầu game. Bọn ta vừa nói anh là điểm đầu game, khổ quá. Tỉnh vì. À đây, còn một thằng ở dưới này, phải ngay lúc vào ạ. Mình đi nhanh quá à. Giết nó đi chứ còn gì nữa. Một chỗ nó còn gặp khu ở ngay chỗ đỉnh đầu này này. Gì nó hồi sinh lại? Chỗ gì đây? Chị Phương này. Chị Phương đứng trên đây nhìn có phải mấy thằng kia mình vừa giết không? Đây này. Đứng dưới này này, nhìn thấy này. Đấy. Ở chỗ bến. Bến thuyền rồi mọi người đã giết chưa? Giết rồi. Ở đâu hình như mới sao ấy? Giết hết bến rồi mà. Bến thuyền chỗ gần mực nước ấy. Hình như chưa. Cảm ơn. Ở đây có tiền này. Đấy, nhiệm vụ của mình là nghe lén bọn này này. Rồi ok, mày đi ấy đi. Bọn chị đang nhập tiền. Mình đi nhanh quá. Nghe lén đây à? Hai thằng này đang nói chuyện gì nhau đây? Nghe tâm chưa? Ba, giờ nó bắt phải lấy cái cuộn giấy gì cơ. Dạ vâng. Cứ xử cho nó đi. Không xử bọn nó đông á, bọn nó cứ đứng tụ tụ lại một chỗ à, sợ phát hiện đấy. Nhảy từ trên cao giết hai thằng đỏ rồi kìa. Ơ discover nhân đô rồi kìa. May là cái thằng đấy nó lẻ đấy, nó không lấy cùng với ba thằng trên này. Đây có thằng ở trước mặt Việt Anh, là đằng sau đít Việt Anh này.
có ai ca xin từ trên cao được. Đợi đấy. Nhưng ở đây còn hai thằng ở đây nữa này. Thì rồi thì vẫn đang đánh nhau thằng kia rồi. Rồi xong mấy thằng kia nó phát hiện rồi. Ba thằng này, trước mặt mình là ba thằng này. Còn một thằng ở ngoài Izo đang chém với nhau với nó. Sao không chết em ơi. Không giết được thằng này. Mày đừng chết là được. Mission failed. Ôi nhưng mà nó không cho em giết thằng đấy. Nó không hiện cái chuột trái để giết. Thế thì chắc ấy rồi. E đi xem nào. Đấy. Hoặc là chưa đây, vào đây, đến tầm. Đấy, nó ở dưới đây ngay dưới chỗ bến chuyển bên trái này. À bên phải này. Thế đi diệp ở đấy trước. C đây. Kia, rồi không sao. Ok. Đấy sao lại bảo không cho giết? Nó chẳng giết đây còn gì nữa. Không cho giết mấy thằng ở chỗ khu Đại Bác kia ở phía trên này cơ. Cái bọn ở đang ở chỗ trên kia kìa. Vàng tam giác vàng. Lùi tí. Rồi, ok. Đó. Nhắm xem Việt Anh có giết được cái thằng ở bên đầu cầu đấy. Được. Ok. Thì đứng nhìn để. Rồi ghét rồi xa đầu. Hình như mình thêm được một kỹ năng gì đấy xa đầu đây đúng không? À, vứt xác. Có vứt xác mà nó không cần. Nó không xuống đây nó, đâu. Nó bắt mình phải lấy cái cuộn giấy để cái xa đầu tích ấy. Giết thằng kia chưa? Cái thằng đang nói đội mũ ấy. Nó đừng nói chuyện với ai đấy. Hay một mình. Giết. Tam giác kia. Không, cứ để cho lo tách nhau ra đấy. Ra chỗ Việt Anh rồi, Việt Anh đỏ rồi. Cứ chạy đi, chạy để cho nó khỏi bắn đã. Không kéo được nó bớt ra đây nhỉ. Xong, còn một thằng nữa rồi, ba đứa chả nhẽ không giết được một thằng. Okay. Từ sao cái cuốn giấy nó đang ở đâu? Bây giờ làm gì? À quên mất. Bây giờ lại phải lên giết lại bọn kia đúng không? Giờ mình mới đi lên. Giờ lo mới hiện cây cuộn giấy ở phía trên chỗ tượng Phật đấy. Chắc thế. Okay, bây giờ quay lại đấy nhá. Ơi từ nhá. Giết như lúc nãy nhá. Đang ngon. Nó lại còn cờ nốc nữa chứ. Đấy. Nhưng mà từ chỗ này mình cũng lên thẳng với chỗ tượng Phật rồi đúng không? Đúng. Quan trọng là có phải giết hết bọn nó không? Chưa phải làm nào cho mượt tí, mượt. Sao rồi? Cái thằng đi bộ ở đây là nó đi chưa? Đấy, nhớ là có thằng đi bộ này. Chữ Việt Anh này. Vàng rồi. Rồi, giết rồi. Ok. Vứt xác núi. Em có thằng ấy thì đi vào nhá. 4 thằng nữa. Đây. Nó đang lại gần nhau rồi. Đấy, cẩn thận nhá. Kéo nó lùi lại. Kéo nó lùi lại, không có thằng kia này nhìn thấy mất. Rồi, ok. Con này ấy, cho bị che, cho nó bị che. Sợi treo. Bị che. À, che. À, ừ, có cái bảng gỗ rồi. À, kia, cái ấy kìa, cái cuộn giấy mình cần lấy kìa. Giết hết bọn này. Rồi, thấy. Giết hết bọn này đi cho nó đẹp. Lấy thêm điểm kinh nghiệm. Cái thằng canh kia nó khói quá. Rồi. Ok, kìa, nó nhìn thấy kìa, thằng cái đỏ kìa. Thằng cái vàng kìa. Rồi, chú viên luôn rồi. Này.
này rồi. Nhìn cái nhìn sao, lần sao, cuối sao, chứ sao, có sao, cái sao. Gì đi. Cái nhìn lần cuối. Thằng Hít đã ăn hết tiền của tôi rồi. Escape. Đi thôi đúng không? Về thôi. Xong rồi, xong rồi. Không còn hai thằng ở trên kia. À còn thằng trên kia giết nó đi. Kệ đi chứ, escape rồi mơ. Đâu? Escape rồi. Đâu? Escape có chưa? Escape rồi. Đi đâu đi. Thôi, giết nó đằng này kệ nó, nhưng về đây. Đừng nghe này. Quay giết nhau thế. Ơ nhưng mà cái trên là cái thang máy mà có thể đi xuống được mà. Đúng. Mình đi thang máy rồi thì phải quay đường lại. Ơ ừ. thằng Hit nó lại sẽ lại ngã từ trên cao xuống rồi đó. Bây giờ mà mission fail thì đúng là học máu mất. Cho ăn tiếng thằng Hit nó ăn tiền ạ. Kinh thật. Nghe tiếng rồi. Anh ra đây cũng ăn mà, có phải em ăn đâu. Không, 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 ta không nhảy chỗ này đâu. Lúc ấy ta nhảy chỗ này ta chết. Đâu, escape ở đâu đây? Quay về chỗ lúc đầu. À, mình sẽ xuống bằng đường bình thường. Này, lúc nãy bị dính ra quả ở khu này. Nửa cây, dã man. Bây giờ nhiệm vụ chỉ là quay về đầu game thôi gì? Đúng rồi, vâng. Đi thôi. Ờ, ok, ta đi đường bình thường. Đừng ra đi đường bình thường. ta còn đi bộ cơ. Sợ lắm. À đây nhặt được túi tiền này. Nhờ đi bộ đấy. Đi bộ, người ta đã bảo đi bộ để thành công. Để thành công nó có lối đi riêng. Ám sát được chị Phương. Có ai chơi bẩn nữa. Sao ta lại không nhìn thấy cái chữ escape đấy nhỉ? Thấy chưa? Thấy chưa? Ừ, tin không nhìn đi. Thấy. Ôi, rank A kìa. Thấy chưa? Mày rank hết thì mới rank A chứ nghe mày. Gót kia kìa. Gót kia kìa. Trời ơi. Level up rồi này. Ui, được một tí nhiệm vụ. À, được một tí kinh nghiệm. Đấy thôi. Ơ nhưng mà quay. Mình lên level 1 đấy chứ. Nghĩa là mình qua level 0 rồi lên thẳng level 1 luôn. Ừ, chắc thế. Mình được 1 điểm ấy. Phải một giết nghe, giết hết. Mình mang nhiều điểm chứ. 1 điểm thôi. A chứ. Hạ về nó về nói chuyện hay sao. Nam. Ở đây có chưa bộ biết. Có cái áo tím này. Nhi gì. Nhi gì. Hả? Tiếc anh à, không chơi được con này. Yêu không? Nói chuyện đi. Con show. Sao? Dojo. Nhìn ra chỗ đấy, à đây đây, bây giờ mới nâng điểm này. Sao toàn khoán này? Đã nâng được gì đâu, cái đầu tiên hay sao ấy? Nâng dưới cùng lên. Có thể áp tách gọi một tờ ghét như tờ ghét lâm dầm, ok. Này lại chuẩn bị ấy thôi. Hiểu mà. Nhưng mà nhiệm vụ đấy ra là hít thôi. Làm gì? Kém đấy nhỉ. Đấy, full điểm. À thế 9 tỷ điểm đâu. Nó không phải 9 tỷ tiền gì là 9 tỷ điểm đâu. F2. Không F2. Hay là tối. Sợ à. Trời ơi. Cái này đáng 3 người phải cho 3 lần sai, 3 lần chết chứ nè. Vậy mỗi hai lần chết thôi còn nhiều hai nhau. lần này thì khác gì là chị cả hít mỗi đứa một lần. Thì họa hoàn thì là à, có một thằng đang đứng khoanh tay này nhưng không biết là nó một mình hay là với ai. À, sao mọi người đâu hết rồi, đang đứng đây đợi chị. Hizo đang tiến. Ờ...
ra đây làm gì ấy? Ờ, mình đi cướp nguyên liệu mà, đi cướp nguyên liệu cho mọi người. Ừ, tại vì ta cũng vừa thấy cái vàng vàng không? Chưa biết đấy là gì, ta đi ra giết thằng này trước, nó ăn đây này. Sợ tia. Được chưa, chị ấn V lên, chị giữ V lên là chị thấy mấy cái bình. À, rồi, rồi, rồi. À, mà, 1 trên 3, ok, đã hiểu. Giết, giết kia đi chị. Ở đâu mà giết? Ta chưa biết mày đứng ở đâu cả, giết. Có hai thằng này nó sẽ đi vòng quanh cái cây. Rồi, rồi kìa, có thằng ta đấy. Chưa, may quá. Nó chỉ dừng đến đấy. Ok, thì mình sẽ giết thằng bên phải. Thằng kia là nó đang... Rồi, nó quay lưng rồi đấy. Hít giết luôn đấy. Giết thằng kia. Kia có thằng đến, Không, bỏ đi. Đang thăm dò thôi. Vàng, ớt thế. À, không. Vàng. Vàng kín khung nhá. Ôi mẹ, có một thằng ở trên cao. Trên cao. Ai giết thằng trên cao? Có thằng trên cao, từ đợi đi. Từ xem thằng trên cao nó đâu nhỉ? À kia rồi. Ui. Nó ném lửa rồi, thằng mất dậy. Để em dụ bỏ quán ra nhá. Nó ném lửa rồi. Rồi ok. Đông thế. Rồi thằng kia nó vàng, thằng kia sao giết ngay trước mặt thằng kia thế? Không, nó chỉ nghi ngờ thôi. Chứ người đâu. Mấy cả cái chiêu mình vừa học ấy, đấy là cái chiêu kiểu gọi. Có xong rồi, xong chưa? Gọi xong chưa? Rồi không, cái này chém hụt. Cái này giỏi chém hụt. Cái gì đấy? Nắm thế. Ôi, nó chạy ra rồi. Ai ôi. Mẹ phải giết cái thằng ở trên cao mới được. Nào, đốt bắn nó lên. Rồi, chỉ giết thằng trên cao rồi nhá, cố lên. Chết rồi, em vừa bị chết. Nó đông quá. Ôi dồi, 3 thằng, ui dồi, 5 thằng cơ. Lên cao đi. Cái này phải đi rồi, chứ làm sao mà đánh được bọn này. Chết rồi. Mission fail. Từ bây giờ mình biết là mình ờ mình biết biết vị trí vài thằng rồi. Có thằng ở trên cao và mình giết thằng đấy đầu tiên. Mình về thấy mà. Đang nhìn ở trên cao à, nhìn dưới, không để ý là hóa ra có thằng ở trên tròi. Bật cái bên lên em mới thấy được. Mà bọn này kiểu đánh động phát là bọn nó ra luôn. Nhiều đường đi mà. Tức là nó đánh động phát là nó gọi nhau ấy. Đấy, có đường này xuống này mọi người. Đây để em đi thẳng dưới. Thằng ở trên gác. Rồi thấy. Một thằng ở dưới đất và một thằng trên gác luôn đấy thầy con, đúng rồi. Trên gác. Ok. Xong nhá. Rồi ok xong. Còn thằng ở ngay cạnh chị ấy. Cạnh chị em. Lại cái này chứ. Vứt xác nó vào đây cho an toàn. Thằng Hít đang đi lối nào đấy? Đang đi chỗ này. Đi cẩn thận đấy. Đi cùng nhau đi. Không rồi mỗi đứa một khu là nguy hiểm đấy. Đây à, coming. Rồi, ba đứa đang bao trùm cái thằng đấy rồi. Còn hai thằng ở cầu đấy. Hai cầu đứng trước mặt thằng đấy. Ok. Dần, nó sẽ đi lại chỗ chị Phương ấy. Dạ. Ông chị Phương, chị ấn R đi chị Phương ơi. Chị ấn R đi. Ờ, huyết sáo á. Thôi, huyết hít cái gì. Huyết gì nhìn thấy ông Việt Anh đang đi ra đấy rồi còn huyết. Mình
cái nữa rồi. Rồi xong này. Nó ở đây nhỉ? Cái con lại là đâu que. Mình đi tiến sâu vào bên 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 trong thì biết được. Xác. Có xác à? No. Không máu máu máu. Rồi xong. Ta bên kia luôn. Bên kia hơi đông nhá. Ui. Bên này đông nhá. Ngay trước mặt con người này. Được. À không, mình cứ đánh gắt ấy, xong rồi kéo vào lùm giết. Cũng được. Cũng được mà, không máu. Hôm nay mọi người thấy trên, trong nhà này này. Cái trong nhà này. Còn một cái hòm trong nhà này này. Ui, đông thế. Mẹ. Ui giời. Thôi, từ từ, anh về đánh nha, từ. Thôi ghê. Dương Đông kích tay này. Không, nó sẽ có một cái bờ tường, từ đó. Nhà này có nhiều tường ấy, nhà này có nhiều tường. Chỗ này đông vãi nồi. Thôi, mình cứ tạm ở lùn cỏ. Được, em ăn cắp được anh, về đánh ạ. Lùn cỏ đã. Giết hết chúng nó đi chứ, cắp kiếp cái gì. Chết rồi, biết rồi. À rồi, mày quá. Úi giời, người nó hét lên xem có thằng nào nhảy ra. Về khác. Hai thằng trong nhà ở ngoài là có thằng. Có nhiều thằng to ấy. Ngoài là có thằng. Thằng này đối diện trước mặt mình nên là mình không ra sau lưng nó đúng rồi. Cái kia kia. Ôi chết. Cái gì thế? Đang giết cái thằng này. Đi. Ừ, nhưng sao em lấy được cái thùng rồi. Chị giết cái thằng rồi, cố lên. Còn một thằng trong này thôi. Rồi, chị giết hai thằng luôn rồi. Chuộc tội rồi. Có gì không mà mình... Mình đi vào cửa sau thì sạch á. Bây giờ cửa sau thì dễ. Cái gì đấy? Sao lại có con chuột trái kim à? Giết đây đi. Đi giết hết nhá, đi clear hết nhá. Giết cho vui, đi cho vui. Giết đi, giết. Nhưng mà nó đã hiện ấy chưa? Hiện là escape chưa? Hiện rồi. Ok, thế chỉ cho mission fail một lần thôi. Đây, bật V lên nè. Biết kia nó cứ đứng đằng kia nó không ở đâu đấy, nó trên rồi. Chó này lại trước mặt mình à? Thế thì tao lại phải đi đường vòng vậy. Cái gì vậy? Về lên chỉ đấy chị vừa cái gì đấy, chỗ đấy thằng Việt Anh à, chỗ thằng Việt Anh nhỉ. Thằng kia vàng xuống rồi nhé. Vàng rồi, thằng vàng xuống bên anh luôn rồi. Chỗ này có hai đứa này, em cầm được. Rồi, đợi tí. Em cái này không ép được. Hết rồi. Nhảy xuống. Đây còn thằng ở đây nữa. Ơ, sao lại có cái vàng là cái gì đấy? Bấm V lên. Vàng ấy kép ấy. À kìa. À. Ừ, tiền đấy chứ Vương. Tiền ơ kìa. Thông thông thế nhỉ. Tiền đây. Nhưng mà nhặt chung hết. Hết rồi nha. À đây trên này còn thằng nữa này. Xanh lá cây là gì nhỉ? Xanh lá cây là... tiền. Không, hay là xanh lá cây là còn là người à? Chịu nhá, xanh lá cây. Đây, tiền 50 vô. Mẹ đứng đây làm người cái. Ờ à, đứa này có anh ấy. Chưa chết rồi anh. Đố kỷ lắm nào biết à, mà nó đã chết hết chưa. Đỡ thì mò. Hết chưa?
đi rồi, về đâu rồi. Đi bộ đi, đi bộ đi, đi bộ đi, đi bộ để tìm tiền. Đây rồi. Chắc gì ở tiền. Ở đây, cái này còn này. Này hết rồi, hết rồi, hết rồi. Thôi, về đâu. Hết, 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 hết map, hết map. Về, 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 về. Thịt hết. Thịt sáo quá. Thịt sáo. Mày có thấy thịt sáo, R đấy. Nó cứ thả hơi một một tiếng này. Tèo 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 tèo. Giết chợ này kít nhiều quá. Chết hết. Chết hết. Các chị Kim nhìn không biết anh gì. Không để cho những nhân chứng sống sót à. Mình ôi em mày xinh thế. Mình sửa kíp nhanh luôn hay là chưa kịp. Slender. Mày ăn tết mission kìa chị cơ. Có điểm kinh nghiệm hay sao mà nó như này. Chấm than đây này. Có một điểm nữa, cái này là cái gì đây? Khi perform assassin thì cái gì? Hiding you Tutaribi, à giết người hồi ấy. Cho em chọn với anh già ơi. Đây, lấy cái này đi. Ơ, sao có một bone mà không hôi được cái này nhỉ? Divination, à, cần 2 điểm. Cần 2 điểm. Chamelon. Có cái giữa này, giữa hai cái màu đắc hai á, hai cái này. Divination. Oh, em lấy cái block thôi. Biết đâu đánh nhau còn đấy. Đen piston. Cái block. Cái đầu tiên. Nếu mà block mình sẽ hồi thể lực. Đỡ mất stamina. Quay về cái ấy à? Về gì? Mắc, gửi mắc, tin nhắn kìa. Mắc đầu à? Ờ. Mắc đầu à? Đúng rồi. Thì nó có gọi để lần được đâu. Có câu chuyện mà nó gọi lần được đâu. Ủa, nghe ấy nha. Vừa con. Không biết con này có bản 1 không nhỉ? Có, bản 1 2 người. Hồi đấy ta định chơi rồi nhưng mà cảm thấy hơi khó. Chơi này có nha. Đành phải chơi chơi một mình, không dám chơi có. Úi giời, 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 úi giời. Nó quay người, ok. Bản 1 co-op được có 2 người thôi. Cảm giác bản 2 sẽ đẹp hơn. Đây, để xem có thằng nào ở đây rồi. Ui đông lắm, ui phải giấu xác đi thôi, đông lắm, đông lắm, đông lắm. Ủa nó đang xuống kìa. Ở trong nhà thì chắc không cần phải giấu. Cẩn thận những thằng trên cao nhá. Ờ, xem có thằng... Phương này. Chị Phương giết cái thằng cầu thang này này. Biết rồi, nhìn thấy rồi, cái mày đang đứng ở đấy cho mày giết. Ông, em đợi anh về anh giết rồi, em giết thằng này. Ở kia đấy là một thằng vứt vứt ra bụi rậm luôn nhá. Chết. Rồi, đợi thả thằng kia ra đây. Sao anh này là đá lên trên kia nhanh nhỉ? Lên chứ. Vứt vào bụi cỏ ạ. Ở cái thằng kia, thằng này của tao. Ý dồ, nó lấy hết mạng của mình rồi.
đây 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 cửa này không vào được ngay mà. Cách thằng đấy để đợi anh yêu đi đến. Này chị Phương, chị cách thằng đấy không? Tốt, sao ta không nhảy lên được? Ấn hai dần cách chị ơi, ấn hai dần cách. Tưởng là lại phải ép Phương ấy. Chị Phương này, giết anh trên này không? Đâu xem nào. Đây 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 đây. Để xem lịch trình của anh đi ra nào. Anh ra chỗ em à? Đi xung quanh chỗ này thôi, đi xung quanh chỗ này thôi. Anh đi xung quanh thôi. Đấy, đây này, con đây 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 đâu đây người tiền ăn chung đấy, không phải lo. Ủa trên này đông thế. Đông mà. Đây này, hai thằng này này. Đây đây đây, chị Phương chị ra chỗ thằng kia đi. Xong rồi thằng nhảy lên phát nó ở ngay trước mặt. Nhảy lên là giết được, cứ nhảy lên là giết được. 1 2 3. Ô ô, cái thằng kia nó nhìn, thằng có thằng bên trái. Nghe tiếng nó, nghe tiếng đấy. Đây, từ từ, phục, đây, đây, nó ra rồi, nó ra rồi. Giết luôn. Ngay ở đây này. Giết đi, kia. Giết đi. Mồm kia phục ngay đấy. Thế đấy, phục thế đấy, phục thế, phục thế đấy. Ơ, cái thằng đối diện là bị điên kìa. Hay là nó là tù nhân. Đây, nó thằng bị cứu mà. Ơ, hay phải cứu. Hay cứu nó nhỉ. Thấy màu vàng này. Mà đánh ngất mẹ nó rồi. Đi đi, mang về chỗ. Tù sư thằng ý, tí nữa thì nó giết ạ. Có thích rồi, kia, nó phát hiện mất rồi. Rồi, ok. Cái gì đây? Giết được câu. Em xử hết ở trên lầu rồi nha. Rồi. Lo em chết được không? Ai biết được. Mẹ biết thì lại kêu bây giờ tìm đường cho tao về. Hôm nay sao ở dưới này có cái thằng nào? Thằng bắn lửa. Thằng bắn lửa trên cao. Mẹ là một cửu vạn giết thì không được giết. Phải cầm cửu vạn thế này có nhục không chứ lại. Nghe tiếng okay. Vẫn còn thằng ấy sao nhỉ? Giết rồi, em vừa giết rồi. Nó trên cao mà. Rồi, những vị trí Phương nhá, chị không cần phải làm gì đâu. Đâu nhỉ? Để về một mình đâu. Đây. Ôi, đi mất máu. Đi về đâu ấy? Đây, chị có đây chút nữa. Sạc tiền đấy. À, cái của tao. Đi. Tao vứt mày lại. Em tí rồi mày. Nhưng có chưa bọn Unlimited Target kìa. Tao phát thằng đấy về. Sao biết? Unlimited à? Đấy là loại. Tao vẫn còn à? Ê, ôi trời, tổn sư. Hai chị em bố tiền sư. Mất công làm cửu vạn ạ. Tưởng là Elimited là loại. Thằng đấy bị đấm ngất rồi. Chị lại còn cửu vạn vác nó đi ạ. Tưởng phải mang về. Chị Phương vác nó từ trên đỉnh về xuống. Từ trên đỉnh xuống. Tiền sư thằng lợn đi. Ôi bạn ấy sức khỏe thì nó. Ôi trời, ranh xe là thế nào? Thì chạy giết nhiều quá. Bị ấy okay. Là bị phát hiện nhiều à, quá. Bị phát hiện nhiều. Ok. Nó ôi, level 2. Ôi cơ, lên được level. À lên được rồi. Máy quá tường lại còn một tí mà không cho lên gì. Cái mình bằng khi nào mình phải đạt cấp spirit hoặc god ấy. Thực ra đạt được cấp đấy
điểm mà. Ra máy mà. Ra máy mà. Gì ra vào em ở kia. Còn trong nghĩ là cái này cũng không nên phải cộng quá nhanh đâu. Cộng quá nhanh sợ mình không học thuộc hết đấy. Xe vừa bạn. Kho ghe support item gì đây? À, có thể mua được máu này. 30 tiền một lọ máu này. Vì 10 cái tiêu là 15 tiền. Chết rồi. 30 tiền cứ mua 2 lọ. 60 tiền. Quay. Không có quần áo này, ở trên chỗ em này. Có. Ôi có bộ quần áo xịn quá mà không. À 150 tiền. Được đấy. Ơi. 50 tiền này. Whole crap này. Thôi kiếm này, mua kiếm mới đi. 150 tiền. Ok, em chỉ 6 tiền đi. Mình vải mát, vác cái thằng vừa rồi có nhà được nhiều tiền đâu. Thiếu tiền, ôi giời, thiếu 4 tiền nữa làm gì bán được đi đây. Làm nào bán đồ đi đâu nhỉ. Ơ nó hiện mỗi một kiếm thôi đúng không? Kiếm xa đầu blade đi luôn đúng không? À không. Có cơ xa gamen blade đây. Xa gamen. À đây là equipment. Sao mọi người lại nói chuyện được với con đấy nhỉ? Nói chuyện với ông già xong ông bảo go to talk with her. Thiếu tiền 150 tiền mua được cái áo thôi để mua cái mũ trước vậy. Lấy cái mũ trước thì cho nó perfect. Đâu cái chỗ bắn. Bắn gì? Kiếm ấy. Hay đây là kiếm cũ của mình. Chị có đấy. Cái nào là cái chỗ nhiều kiếm nhỉ? Đi vào cái equipment ấy. Có cái sa gamen tật blade ấy. Cái kiếm cũ của mình là kiếm shadow blade, còn cái kiếm mới là kiếm sa gamen tật blade. Tại mình không thấy nhỉ. Thấy có mỗi shadow nhỉ. Đây chị nhìn là sau lưng em này có kiếm mới này nhỉ. Chỉ có một quần áo thôi. Shadow hút này, shadow hút mát này. Chị bấm vào cái kiếm, bấm vào cái phần kiếm ấy thì nó sẽ ra một cái shadow blade và cái shagamon tật blade. Thì chị bấm hold grab nó mất 150 tiền ấy. Sao ấy? À rồi thấy rồi 150 rồi, đang thiếu tiền làm cái áo. Không bán nhỉ? Không bán được đồ cũ ấy. Gì đấy? Nó lại... À, chắc là nó, thằng này nó nhặt được nhiều tiền mà. Vậy anh có bao nhiêu tiền? Em có 400 mấy. À, chị 500 mấy, chị mua được rồi. Mua còn mỗi thiếu cái áo thôi, còn đủ bộ rồi. Xong, đủ bộ mới rồi, tất cả rồi. Chị làm cái ngoại tiêu, trang thôi. Tiêu hết còn có mỗi 6 đồng. Không mua được máu à? Mỗi mua làm gì, đây. Đằng nào thì chết thì mission fail mà. Mua máu uống lên máu hả? Ừ, sao mà chết mà, nữa? Nhưng mà chị chết thì chị fail mà, làm lại mà. Được qua 2 lần thôi, biết đâu. Có cái nhiệm vụ cần. Chết mẹ, mặt nào giống nhau hết thế này chị. Vậy thì đợi đấy. Chẳng kia là bắt chết thế. Tiền thì cứ tiêu thôi chứ trời. Bắt chết thế. Hai chị em mình không mua vào máu đúng không? Cần thì mình thích ngoại hình. Chị ơi. Đi. Em mua hết. Ừ. Ta còn có 2 đồng. Em còn 9 triệu đồng. Chó. Nó lại chai nơ rồi. Ừ. Sao con này chít. Nhanh thế? Chít. À chít. Nhưng đợi mà mình đợi mở ra thêm đấy. Mình con skill cứ để mở thôi chứ để cộng dồn nhiều quá thì nó lại mất. Bảo mở đồ ấy, đang đợi mở đồ. À, không mở đồ thì được đồ là phải mở luôn chứ. Okay. Ý bảo là có tiền bây giờ nhưng mà chưa mở nhiều đồ, lúc nãy đấy bộ quần áo mới 10 bộ.
mà chưa có thêm bộ khác. Đấy, đợi lúc nào mà thấy ít quá đấy. Boss kìa, mình chỉ sợ máu thôi này. Boss nào? Máu nào? Thằng đứng canh cổng này, thằng boss này hiện máu này. Sao chị không thấy nhỉ? Đấy, đi lại gần thì thấy máu đỏ chưa? Không. Máu đỏ hình như vừa mình cộng vào cái gì ấy. Chị có thấy đâu? À không. Cái gì ấy? Cái thằng kia nó phi tiêu rồi. Thế nào? Cái thằng không từ trước ngay chứ. Biết người. Cái thằng tranh thủ có tiền mà. Rất khổ. Rất khổ. Rất khổ. À đây đây đây, trên này có người nhá. Em giết luôn nhá. Đây phải đánh ngất nó trước, xong rồi vác vào bụi hiếp dâm. Không bắt được. Trên kia hai thằng. Lại phải nghe lén mọi người ạ. Lại phải nghe lén. Đây, em đang nghe đây, em đang nghe đây. Nghe đi, nghe đi. Khi nào nó phải tích thì xong. Xong rồi. Trong lúc anh vừa đang nghe thì thác rồi. Supply bắp. Ở dưới này ba thằng. Không đi rồi. Chúng kia đúng nhỉ. Ờ đi lên cửa. Lên máy nhà xem nào. Vào cửa. Úi dồi ôi. Nhà đông vãi. Thường sự nó lại lấy cái thằng mình đang định giết ạ. Ơ thế à? Nhông. Xong, thế mày còn không vác cái xác cái thằng đấy đi đâu. Nó giết xong nó còn vứt xác ở đấy. Nó để cho mình. Tiền tao không cần. Tí nữa tao thủ thuật. Khi nào mà có đồ ngon đã. Bây giờ đồ chưa mở. Tính sau. Đồ làm gì đây em? Toàn thì discover này. Để có thằng ấy chỗ chị Phương nhỉ? Ờ đây. Ôi sao? Sao? Ôi sao? À không e được chứ. Để giết rồi. Gì đấy? Bị lợi nhưng mà chị... Ôi chết rồi. Đang vứt xác. Mẹ nó ra. Lại đi. Lại đi. Tại sao lại phải lại? Người ta đang kiếm thử đội kiếm mới của ta đẹp như thế này. Sao phải lại? Lại đi. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Đó. Quá quá, kiếm đẹp lắm. Sáng sáng. Hai thằng. Ba thằng. Hai thằng đối diện nhìn nhau. Hai thằng kia có vẻ dân ấy, đách ấy được đâu. Không lôi kiếm ra giết được đâu. Nên là chỉ có cái thằng đứng bên tay phải đội nón kia thôi. Nó đứng ngay chỗ Hizo kìa. Biết sao thế? Gì đây em? Kìa, không giết được à? Được. Quá quá. Lý thì ăn chửi. Quá hơi buồn cười quá. Thôi bỏ qua thằng này vậy nhá. Có vào được trong nhà không? Anh ở đây. Có người. Tao có người. Rồi.
Trên gác. Ai mà biết được nó lại ở đối diện tao. Ô mình chết à? Ô chị Phương chết rồi. Chết chết đấy ai chết à? Em ai chết đâu, ai chết đâu, em cũng nguyên đầy cây máu. Thằng hít chứ ai. Thì em mới bảo mọi người restart đi. Thế nào mẹ. Hóa ra là thế. Thằng bất dậy. Đã bảo rồi mà hai mạng chỉ có hai chị em thôi mà. Sai đâu mà. Ờ, chơi nốt bà map này thôi, nghỉ tối tính. Liên nốt đi. Bỏ cái shuriken đi nhá. Đây bỏ cái shuriken đi nhá. Ừ. Tự bảo mày ấy. Chơi đi. Mày chui vào bụi rậm xong mày huýt sáo cho nó ra đi, làm thử một cái giết đẹp xem nào. Đây nhá. Thấy không? Đâu? Đi đúng không? Là chưa. À chết nhỉ. Chắc nó đứng ở xa quá, chắc đứng xa quá. Ra hẳn bụi rậm mà huýt. Đấy. Đợi huýt sáo nó hồi đã chị ạ. Mọi mồm à. Hết được bọt rồi, khô mồm rồi. Thế kia thì huýt cái gì, giết rồi xong chứ huýt cái gì. Đây này, thấy. Thằng bác. Xong rồi vào bụi rậm mới giết đấy. Nó phải nhân văn. Nén. Okay. Phải phi thẳng vào vào nhà luôn anh đi, phi thẳng vào. Hơi tí đỏ. Đang đánh nhau với thằng nào đúng không? Mày. Cái gì đấy? Quên. Đây. Em dù vào đây để chơi. Ú bình máu cái đã. Nhảy gấu thằng kia rồi, nhảy gấu thằng kia nó vào. Đi nhầm con mẹ đi. Đường này đông vãi. Izo vẫn chưa xử xong thằng kia. Mày giỏi quá. Mọi người biết tên gì chưa? Thế gì mày chết rồi, nghe tiếng restart rồi biết. Restart lại đi. Còn một mạng chả nhẽ lại không ấy được à? Sợ lắm. À mà thực ra là nhiệm vụ mình là gì ấy nhỉ? Mình phải lấy ba cái ấy, thôi xong. Không, discover thôi, chỉ trừ điểm thôi. Chị không thấy hiện cái nhiệm vụ ở bên tay trái nữa. Đi bốc 3 cái, nhặt được 3 cái mới bốc. Ôi đông như quỷ.
trở lại đây. Cái tiếng mình quen thuộc lắm. Nó phải hoàn hảo, nó phải gót, nó phải đạt điểm gót. Gót đi bọn nữa không ra cái gì cả. Gót. Thầy học được cái chiêu mà target địch poison, địch độc. Đem thử xem. Khi vô từ giết. Thử đi. Ok. Anh hồi được hơn nửa rồi, từ đã. Phải có cái bấm T, bấm R gì đấy đúng không? Vâng, và giữ cà chôn để chọn cái vật phẩm sử dụng. Xong rồi chọn sang chiêu. Đây. Mình có với Whisper. Đây là cái gì? Whisper thổi sáo để hút để cho nó qua qua đây. À. Lúc mà chơi trên đinh chị nhớ là chị còn làm nào là nó xanh được. Ở người tỏa ra như là độc. Dạ có. Có anh nghe hội thoại của bọn kia chưa? Đây đây anh nghe. Ta đằng sau đít mày nghe. Đây anh đang nghe đây, anh đang nghe đây. Cô này chị Phương, chị tàng hình nghe. À không, chị đang ngắm đúng không? Không, chắc là úp mặt. À, ta có cái kỹ năng là nếu mà ta úp vào tường như này thì ta tầng hình. Tức là dán sát vào tường này. Ê, thằng này tí nữa ở cái góc đấy giết mẹ nó ở trong. Thằng đi lại. Ok. Một là giết, hai là không gì ấy. Đây. Đợi đi qua đây là giết luôn này. À. Nhưng mà nó sẽ hơi đối mặt đấy nha. Ok. Cái này giết được. Chị vào trong nhà đấy, chị vào trong nhà đấy, giết thằng kia đi. Đang ngoài nhà đây. Vui quá. Gì đây? Vui quá. Sorry. Trời ơi. Lộ mất cái đầu rồi. Rồi. Giết nó rồi. Em tưởng chị chết cơ. Good. Bị lộ thôi nhưng không chết. Chúng ta giết nó rồi. Kiếm nối nó xịn. Rồi nha. Quên số khác thằng kia đi. Cẩn thận chị ơi. Cẩn thận thằng kia. Gì đây? Nhạc nghe có vẻ ấy nhỉ, sập sình nhỉ. Đấy, ngay ngoài cửa đấy, thằng hít viết là ngày sau. Đây ở đây. Rồi, xong. Có sao lại, em lại cầm sát thằng này đi làm gì? Nghiêm lát. Ở đây lên xem nào, còn một thằng đứng ở góc cửa kìa. Rồi làm, ngoài quán kia, từ. Kiếm à. Rồi. Sọc. Ừ, cảm giác như là quả đấy là sọc họng nhỉ. Đúng rồi. Sao thằng ở chiếc đằng kia mà chắc là nó thấy Việt Anh. Còn mình đang bảo quái tự nhiên nó vàng rồi rút kiếm ra. Giết nó luôn. Có hai thằng đứng đối diện nhau mà coi như là không biết bàng mà. Quang à? Bàng quang. Em là Hizoshi ghê, linh gia bậc nhất Nhật Bản. Thôi đi, mẹ lấy giờ tăng. Mission fail. À, thì tao chỉ thấy là diễn viên bỏng đó. Hiroshi ghe thôi. Ấu hài. Nhưng mà quan trọng là đặt cái tên thì nó đúng với bối cảnh game đi. Cái bắc đâu rồi nhỉ? Nó giữa. Nó giữa. Đi, à. đi lên chỗ kia thấy một cái bóc nữa. Ờ, giết cái thằng này luôn, xong.
bây giờ còn có xem dấu sát à. Gì mình có thằng ở trên cao nhá, có thằng trên cao này. Ờ lúc nãy là lúc nãy mình bị thằng ở bên tay trái này mà nhìn ra. Vàng lại hai thằng đang vàng đấy, ba thằng ôn nó rút ra rồi. Nó đang chế độ ấy, một thằng đỏ. Đỏ hết rồi. Nó đang đi lùng sục rồi. Chết luôn. Điện đừng chết là được. Đừng chết là được. Đánh cùng nhau. Còn hai thằng đằng sau. Ba đoạn xa chả nhé lại không tiếp được ba. Tiếp. Rồi. Còn cái thùng cuối ở đâu nhỉ? Chắc ở trên cao thôi. Dấu làm gì chị? Thực sự là nếu chưa phát hiện lần lần nào thì sẽ giấu đấy, nhưng mà phát hiện mấy lần rồi thôi chán không giấu nữa. Có phải tôi vừa nhìn thấy cảnh ba đứa chạy về cái hũ tiền không? Cái thằng 9 tỷ mà còn nhảy ra cái hũ tiền là bên. Lúc quên là mình giàu đúng không? Lúc quên, bệnh quên. Là chị Phương tiền chỗ này nè. Đang nhìn chỗ về đây. Này không biết cái thằng mà những cái thằng ở bảng tên à, như này nó là ấy á. Người dân. Đi đi. Chắc là dân. Không. Người dân. Người dân không biết. Chết rồi, cứu ơi. Chết đây. Cứu ơi. Tao thấy chị Phương kìa. Đừng. Ôi, tao hai thằng liền, các cứu ơi. Thì chết rồi, mất một lần rồi. Mẹ, cố nhá. Mình phải bé đây cho chắc ăn. Còn một bác thôi, cố lên các bạn. Mình đợi. Mì ơi, đừng. Đừng có cào nữa. Nguy hiểm quá. Đợi các chiến hữu ở đây thôi. Nguy hiểm quá, chị Phương, chị dồn em vào thế dính ngay. Trời ơi. Có biết anh không? Anh nhà đắp đi. Ơ kìa. Em anh nhà, em bỏ target, ấn chuột giữa bỏ target đi. Xong rồi chạy em anh nhà đắp đi. Còn một bóc thôi đấy. Ok, chơi xong rồi. Ok, đẹp. Thôi, nghỉ. Ơ kìa, nhảy lên mái nhà em á. Nghe. Nó vẫn chém chúng chưa kịp chạy. Tôi. Lúc nào mà chả là hai chị em mỗi người mà. Vui mà. Không nhớ. Sao lại là lúc nào?